Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của Viettel Store TV. iPhone từ xưa đến nay luôn là dòng máy phổ biến và cao cấp được nhiều người sử dụng. Tại thời điểm này thì mặc cho thị trường Android vẫn đang rất sôi động thì iPhone vẫn luôn tìm cho mình được một lối đi riêng. Và nếu như các bạn là những iFan trung thành thì ngày hôm nay mình sẽ mang đến cho các bạn top 5 chiếc iPhone đáng mua nhất thời điểm hiện tại. Cùng bắt đầu nhé! Chiếc iPhone đầu tiên mà mình muốn nói đến đó chính là chiếc iPhone 8 Plus. Ra mắt cùng lúc với iPhone X, iPhone 8 Plus chính là sản phẩm kế thừa trực tiếp cho iPhone 7 Plus xuất sắc. Máy có mặt lưng bằng kính bóng 7 và sang trọng với bổ sung màu vàng hồng thời thượng và độc đáo. Màn hình rộng rãi 5,5 inch, ứng dụng công nghệ Chu Tông giúp nâng cao trải nghiệm của người dùng. Hình ảnh hiển thị được chân thực và sống động hơn. Đặc biệt thì máy vẫn giữ lại nút Home và Touch ID. Đây là một điểm cộng cực kỳ lớn trong bối cảnh dịch Covid như hiện nay. Về hiệu năng thì máy sở hữu con chip Apple A11 Bionic mạnh mẽ, đảm bảo thực hiện tốt mọi tác vụ hàng ngày của người dùng như là nghe gọi, nhắn tin, lướt web hay thậm chí là chơi những tựa game đồ họa cao đòi hỏi cấu hình mạnh mẽ. Về camera thì máy được trang bị một camera góc rộng và một camera tele hỗ trợ nhiều chế độ chụp ảnh như là chân dung, chụp thiếu sáng, quay video 4K 30fps hay thậm chí là 60fps đối với chế độ quay video HD 1080. Hiện tại thì iPhone 8 Plus đang có một mức giá khá tốt, phù hợp với những người có ngân sách vừa phải nhưng lại vẫn muốn sở hữu một thiết bị cao cấp. Các bạn có thể tham khảo iPhone 8 Plus tại Viettel Store với mức giá chỉ 13 triệu 409 nghìn đồng cho phiên bản 128GB. Sản phẩm tiếp theo đó chính là iPhone SE 2020. Đây là một sản phẩm được Apple ra mắt cách đây không lâu. Một chiếc iPhone nhỏ gọn nhưng vẫn mang đầy đủ những tính năng cao cấp. Đối với những ai vẫn trung thành với những chiếc iPhone màn hình nhỏ thì iPhone SE 2020 sẽ là một sự nâng cấp vô cùng tuyệt vời. Máy được trang bị màn hình không tay thỏ 4,7 inch nhưng vẫn đảm bảo mọi thao tác sử dụng dễ dàng. Về hiệu năng thì iPhone SE 2020 được trang bị bộ vi xử lý Apple A13 Bionic chạy trên tiến trình 7 nanomet tương tự như là iPhone 11 Pro. Còn chip này không chỉ giúp máy chạy nhanh hơn, mượt mà hơn, xử lý mạnh mẽ mọi tác vụ mà còn được hỗ trợ nâng cấp lên hiệu hành mới nhất trong nhiều năm, có thể ít nhất là 4 năm nữa. Có thể nói chiếc máy này hoàn toàn đánh bại được các đối thủ khác trong cùng phân khúc giá. Về khả năng chụp ảnh, mặc dù chỉ được trang bị một camera, thế nhưng Apple lại tập trung rất nhiều công nghệ vào chiếc camera này, cụ thể là công nghệ Monocular Deep Shading hỗ trợ chụp ảnh chân dung xóa phông hiệu quả bất ngờ. Và hiện tại, iPhone SE 64GB 2020 tại Viettel Store đang có mức giá khá dễ chịu, chỉ với 11 triệu 340 nghìn đồng cùng với nhiều ưu đãi hấp dẫn. Nếu như các bạn đang có ngân sách khoảng 12 đến 13 triệu đồng và có nhu cầu mua một chiếc iPhone mới, vậy thì các bạn sẽ mua chiếc máy nào? Chắc hẳn nhiều bạn sẽ đưa ra câu trả lời như mình, đó chính là chiếc iPhone XR có đúng không nào? Về mặt thiết kế thì iPhone XR sử dụng viền nhôm thay vì viền thép như là iPhone X sẽ không dễ bị trầy xước và bong chóc, cũng dễ dàng bảo quản hơn theo thời gian. Màn hình của máy sử dụng tấm nền LCD, tuy cho chất liệu hiển thị kém hơn so với OLED nhưng chi phí sửa chữa sẽ rẻ hơn rất nhiều. Về mặt hiệu năng, iPhone XR sở hữu con chip Apple A12 Bionic cho tốc độ xử lý nhanh hơn tới 15% so với A11, giúp cho người dùng có thể xử lý được các tác vụ nhanh hơn, mượt mà hơn, giảm thiểu tối đa hiện tượng giật lag. Một điểm mạnh nữa trên iPhone XR đó chính là pin trâu. Máy sở hữu viên pin 2942 mAh kết hợp với khả năng tối ưu hóa phần mềm trên con chip A12 chắc hẳn sẽ mang lại cho người dùng những trải nghiệm tuyệt vời. Dòng iPhone XR của Apple được trang bị rất nhiều tùy chọn màu sắc bắt mắt để cho người dùng có thể lựa chọn phù hợp với nhiều cá tính và nhiều lứa tuổi khác nhau. Hiện tại các bạn có thể tham khảo mức giá của iPhone XR trên trang web của Viettel Store. Chỉ với 12 triệu 990 nghìn đồng, các bạn đã có thể sở hữu ngay được một chiếc iPhone XR phiên bản 64GB vô cùng hấp dẫn. Bên cạnh bộ đôi flagship iPhone 11 Pro và 11 Pro Max thì iPhone 11 cũng là một chiếc smartphone được nhiều người quan tâm nhờ mức giá tốt, pin trâu và hiệu năng xuất sắc. Về thiết kế, máy sở hữu mặt lưng bằng kính bóng 7 với 6 tùy chọn màu sắc bao gồm đen, trắng, đỏ, vàng cùng với hai màu mới đó là xanh lá và tím. Lợi thế về màu sắc giúp cho iPhone 11 dễ dàng chiếm được cảm tình của nhiều độ tuổi khách hàng. Đối với màn hình thì máy vẫn sử dụng tấm nền LCD cùng với công nghệ Super Retina cho chất liệu hiển thị chân thực và rõ nét. Nhờ đó thì máy có độ hiển thị gam màu rộng, độ sáng cao, tiết kiệm điện năng tới 15% so với người tiền nhiệm, giúp cho người dùng có những phút giây trải nghiệm hoàn toàn thoải mái. Về hiệu năng, máy sở hữu bộ vi xử lý Apple A13 Bionic mang tới trải nghiệm vượt trội so với các đối thủ trong cùng tầm giá, đáp ứng được đầy đủ mọi nhu cầu của người dùng. Ngoài ra, khả năng chụp ảnh của iPhone 11 cũng được đánh giá rất cao với bộ đôi camera 12 megapixel đem tới khả năng chụp ảnh thiếu sáng vượt trội, nới rộng góc chụp khi cần.
Nếu như thường xuyên gặp khó khăn khi chụp những bức ảnh đẹp trong điều kiện thiếu sáng, thì người dùng chắc chắn sẽ đánh giá rất cao chế độ chụp ban đêm night mode này của iPhone 11. Chỉ với 16.990.000 đồng, các bạn đã có thể sở hữu ngay một chiếc iPhone 11 phiên bản 64GB tại Viettel Store cùng với nhiều ưu đãi và phần quà hấp dẫn. Và chiếc iPhone cuối cùng mà mình muốn giới thiệu đến cho các bạn đó chính là chiếc iPhone 12 Pro Max. Đây đích thực là chiếc iPhone cao cấp nhất thời điểm hiện tại của Apple, với thiết kế cạnh vát vuông vức làm người ta liên tưởng ngay tới thế hệ iPhone 4. Màn hình của máy có độ phân giải cao hơn cả iPhone 11 Pro Max lên tới 2778x1248 pixel, độ sáng tối đa lên tới 1200 nit, cho phép người dùng sử dụng tốt ngay cả dưới ánh nắng mặt trời gay gắt. Phần bảo vệ màn hình của máy cũng được trang bị một công nghệ mới đến từ gốm, cho độ bền tăng lên gấp 4 lần so với màn hình thông thường. Như vậy thì người dùng có thể hoàn toàn yên tâm sử dụng mà không lo rơi vỡ. iPhone 12 Pro Max được Apple tập trung rất nhiều vào camera, và cụ thể là cụm 3 cảm biến bao gồm cảm biến góc siêu rộng 120 độ, cảm biến góc rộng và camera tele. Với cụm 3 camera này thì iPhone 12 Pro Max mang tới khả năng chụp ảnh thiếu sáng tốt hơn, kết hợp cùng với công nghệ AI, tính năng Deep Fusion, máy ảnh được chụp từ máy trong các môi trường điều kiện ánh sáng yếu, ánh sáng phức tạp, vẫn rõ nét, giảm độ noise, chất lượng ảnh sáng sủa hơn. Với khả năng ghi hình ở chế độ HDR10bit 4K 60fps, đồng nghĩa với việc video sẽ thu được nhiều màu sắc hơn, chất lượng ảnh tốt hơn và dễ dàng biên tập chỉnh sửa. Về hiệu năng thì máy sở hữu con chip di động Apple A14 Bionic cao cấp nhất thời điểm hiện tại. Và chính vì mạnh như vậy nên hiệu năng của iPhone 12 Pro Max chắc chắn sẽ không ngán bất kỳ tựa game nào trên thị trường. Hiện tại thì các bạn đã có thể đặt mua iPhone 12 Pro Max tại Viettel Store với mức giá vô cùng ưu đãi, chỉ với 32.490.000 đồng cho phiên bản 128GB thì các bạn đã có thể sở hữu ngay một chiếc iPhone 12 có dung lượng lớn, cấu hình mạnh mẽ nhất hiện nay cùng với nhiều phần quà hấp dẫn. Và như vậy là mình đã vừa gửi đến cho bạn top 5 chiếc iPhone đáng mua nhất thời điểm hiện tại, phù hợp với mọi nhu cầu sử dụng và khả năng tài chính của mỗi đối tượng. Còn các bạn thì sao? Đừng quên để lại ý kiến của mình ở phía bên dưới video nhé. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong các video tiếp theo của Viettel Store.